tự tháp là thành tựu văn minh tiêu biểu của thế giới cổ đại và cũng chính là công trình chứa nhiều bí mật bậc nhất. Hàng nghìn năm đã trôi qua, trình độ khoa học nhân loại đã phát triển vượt bậc. Nhưng những gì nền văn minh Ai Cập cổ đại để lại vẫn còn là bí ẩn mà khoa học khó có thể giải đáp hết được. Kem tự tháp là những ngôi mộ khổng lồ của các vị vua Ai Cập cổ đại, hay còn CCOE là các BHAAOH. Những công trình vĩ đại này đã tồn tại qua hàng ngàn năm, đủ để cho thấy chúng chắc chắn như thế nào. Không chỉ một mà hiện nay có tới 138 kim tự tháp đã được tìm thấy ở Ai Cập, và chúng mang trong mình những bí ẩn lịch sử lớn nhất thế giới. CC, bạn có biết tại sao lại xây kim tự tháp? Có bao nhiêu người tham gia xây dựng những công trình vĩ đại này? Để hoàn thành một kim tự tháp phải mất bao lâu? Quá trình xây dựng công trình vĩ đại này diễn ra như thế nào trong thời đại không hề có máy móc? Kemfostabhec sau đây sẽ cho chúng ta biết rõ hơn những kiến thức về kim tự tháp. Mời các bạn theo dõi MCUMVESUALESTAMCOM.